Trường mầm non iSchool Bạc Liêu là thành viên thuộc hệ thống trường chất lượng cao iSchool, được thành lập từ năm 2008 với quy mô lên đến 10 trường, trải dài từ Hà Tĩnh đến Bạc Liêu. iSchool, môi trường tuyệt vời để các bé được chăm sóc và phát triển toàn diện. Trường iSchool Bạc Liêu là sự lựa chọn hàng đầu của quý vị phụ huynh với những ưu điểm vượt trội. Cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi và an toàn cho bé. Trường mầm non duy nhất trang bị hồ bơi đạt chuẩn, bé vừa học vừa vui chơi thỏa thích. Trẻ được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, tự tin hội nhập. Áp dụng phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm, phát huy hết khả năng tiềm ẩn của các bé. Giáo viên tận tâm, yêu trẻ. Chế độ chăm sóc, vệ sinh và dinh dưỡng phù hợp. Nhiều hoạt động ngoại khóa, các lớp bồi dưỡng năng khiếu sáng tạo giúp bé trau dồi kỹ năng, sự tương tác với thế giới xung quanh. Trong năm học 2013-2014, trường mầm non iSchool Bạc Liêu tuyển sinh các bé từ 18 tháng đến 5 tuổi với hai cấp lớp nhà trẻ và các lớp mầm, chồi, lá. Hồ sơ được phát tại trường từ ngày 1 tháng 6. Thời gian đăng ký nhập học từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 7. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng tuyển sinh của trường mầm non iSchool Bạc Liêu tại địa chỉ khu dân cư phường 5, đường Bùi Thị Trường, thành phố Bạc Liêu. Số điện thoại 0781 625 3237. iSchool nuôi dưỡng nhân cách, ươm mầm tài năng. iSchool, sự lựa chọn tối ưu cho giai đoạn vàng của bé.